Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về vị thuốc phong hương. Vị tăng ngoại khoa yếu dược đẳng sang ẩn chẳng sĩ không diệt khả xin đọc lại một lần. Phong hương là nhựa của cây phong, vị tăng là vị cây, ngoại khoa là khoa dùng bên ngoài, yếu dược là vị thuốc quan trọng cần thiết, đảng dường đảng sang là ghẻ chóc, ẩn chẳng là ban trái ẩn chẳng, sĩ thống đau răng, diệt khả cũng có thể được. Chào tạm biệt các bạn.